Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thần chú Đại Bi, nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Hôm nay bắt đầu vào thất Đại Bi, buổi tối sau lễ sái tịnh sẽ tụng Đại Bi thần chú. Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng 99 ức số cát sông Hằng, và Ngài Quán Thế Âm Bồ-Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng sinh, nên phát tâm Đại Bi, cưỡi thuyền từ bi trở về cõi Ta Bà để cứu độ tất cả chúng sinh ra khỏi cảnh khổ ách. Có câu, bể khổ không bờ, quay đầu là bến. Chỉ cần chúng ta kiền thành trì tụng Đại Bi chú, ắt sẽ thấy ứng nghiệm không thể nghĩ bàn. Trước đây, trong vô lượng kiếp, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được Thiên Quang Vương Tịnh Chú Như Lai diễn pháp Đại Bi thần chú cho nghe, lấy bàn tay sắc vàng xoa đầu, khiến Ngài khi nghe xong liền chứng được quả vị Bồ Tát bậc Bát Địa. Ngài liền sanh tâm đại hoan hỷ, rồi lập tức phát nguyện lớn như sau: Nếu tôi có thể làm lợi ích hết thảy chúng sanh, thì xin cho tôi có ngay 1000 tay và 1000 mắt. Phát nguyện xong, hốt nhiên trái đất chấn động, hào quang phát ra từ chư Phật 10 phương chiếu sáng thân Ngài, rồi 1000 tay và 1000 mắt tức khắc trang nghiêm thân tướng của Ngài. Tay thì có thể nâng đỡ, mắt thì có khả năng chiếu soi. 1000 tay và 1000 mắt tượng trưng cho vô số thần thông và trí huệ. Ý nghĩa của Đại Bi, căn cứ câu bi năng bạt khổ, bất cứ ai gặp phải mọi cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng chú Đại Bi, đều có thể được bình an, chuyển hung thành cát. Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng, nếu như chúng sinh trì tụng Đại Bi chú mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng. Trì tụng Đại Bi chú không những được tự tại, mà các điều cầu mong còn được thành tựu, có thể tránh được khổ ách tai nạn và được vui sướng an lạc, vượt qua mọi hiểm nghèo tới chỗ bình an vô sự. Làm sao có thể xa lìa khổ ách? Phải tụng Đại Bi chú. Làm sao thoát khỏi hiểm nghèo? Phải trì tụng Đại Bi chú. Chớ có coi Đại Bi chú là tầm thường hay đơn giản. Tôi xin nói với quý vị rằng, nếu quả trong đời quá khứ và hiện tại, quý vị không có căn duyên tốt lành, thì ngay đến cả cái tên của chú Đại Bi cũng chưa được nghe, đừng nói tới việc trì tụng. Nay không những quý vị được nghe biết tên của chú, lại còn được trì tụng chú với một lòng chí thành như vậy. Thật là một cơ hội 100.000 vạn kiếp mới có một lần, rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. Thật đáng cho quý vị coi trọng. Tóm lại, Đại Bi chú có những lợi ích không thể nghĩ hết được. Trong thời gian 7 ngày này, chúng ta nên thành tâm, thành ý, rất mực, cung kính kính trì tụng chú Đại Bi, tụng cho tới độ tâm không còn vọng tưởng, lúc đó lòng lắng trong, hoặc giả có người thấy hào quang, có người thấy hoa xuất hiện, có người được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giở đầu, giúp cho khai mở trí huệ. Hoặc giả có khi người thấy mùi hương lạ, cũng có người dù đã tha thiết chí thành trì tụng, nhưng cũng chẳng thấy một hiện tượng gì khác lạ. Dầu có hay không cũng chớ có nản lòng, cứ hết sức dốc một lòng trì tụng. Khi nào thời khắc tới sẽ nhất định chứng kiến cảnh giới cảm ứng đạo giao xuất hiện ngay trước mắt. Bất luận thấy cảnh giới nào hay chẳng thấy gì hết, việc tránh vẫn là tinh tấn trì tụng. Kẻ thấy điềm lành chẳng nên chấp vào tướng lành đó, kẻ không thấy điểm gì cũng đừng sanh lòng tự ti mà tự bảo rằng, vậy là ta chẳng có thiện căn, sao ta chẳng thấy Bồ Tát. Thiện căn có khi sớm kết thành quả, có khi thì muộn. Nếu như có cảm giác thiện căn của mình chưa đến lúc thành thục, thì ta phải tiếp tục bồi đắp, làm thêm nhiều công đức nữa mới được. Người ta nói, chưa trồng căn lành, phải trồng căn lành. Đã trồng căn lành khiến nó tăng trưởng, đã tăng trưởng rồi khiến nó thành thục, đã thành thục rồi khiến tới giải thoát. Quý vị lần đầu tới Kim Sơn Thánh Tự, nghiên cứu Pháp Phật, tu tập Pháp Phật, phải dốc lòng thành học tập, không ngại khổ, không ngại khó. Ở đây trong vòng 7 ngày nên dũng mãnh tinh tấn, xa lìa vọng tưởng. Nếu lại vừa học tập vừa nghĩ ngợi lung tung, công phu không thể chuyên nhất được. Tâm không chuyên nhất thì khó lòng sanh cảm ứng. Đó là một điều quý vị phải đặc biệt chú ý. Những lợi ích của công phu trì tụng Đại Bi Chú nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Đại Bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Đại Bi Chú, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần chú Đại Bi lại có thể trị 8 vạn 4 ngàn loại bệnh tật của thế gian. Ai bị bệnh nan y cho đến các y sĩ Tây y hay Đông y phải bó tay, nhưng nếu thành tâm trì tụng Đại Bi Chú cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Đại Bi Chú thật không thể nghĩ bàn. Tại Kim Sơn Thánh Tự, có người đã từng được sự ứng nghiệm như vậy. Chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng, vậy mà trì tụng Đại Bi Chú khiến cho bệnh tiêu tan. Thần lực của chú Đại Bi thật mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Chỉ cần xem công phu của quý vị trong 7 ngày ra sao, ai thành tâm, người đó sẽ thấy ứng nghiệm, được lợi ích. Ai có bệnh, bệnh sẽ lui, ai không bệnh thì trí huệ được khai mở. Cầu chuyện gì thì được chuyện đó, cho nên Đại Bi Chú gọi là bất khả tư nghì quảng đại linh cảm, vô ngại Đại Bi tâm Đà La Ni. Chữ Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì, tổng nhất thiết pháp trì vô lượng nghĩa, cũng gọi là chú hoặc gọi là chân ngôn, tóm lại đó là những chữ mật. Mật chú gồm có 4 ý nghĩa sau. Thứ nhất, trong bài chú có tên vua các loại quỷ thần, nên phàm tiểu quỷ nghe đến tên này thì không dám làm bậy và phải tôn trọng phép tắc. Thứ hai, chú được coi như khẩu lệnh trong quân đội, nếu vi phạm ắt sẽ bị trừng trị. Thứ ba, chú có thể âm thầm tiêu trừ nghiệp tội mà chính mình không hay biết. Thứ tư, chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi. Quý vị lần này tới tham dự Pháp hội Đại Bi đều có sẵn căn lành cả. Đức hạnh đầy đủ lại được nhân duyên thành thục nên mới tới Kim Sơn Tự. Hy vọng rằng một khi đã vào tới Bảo Sơn rồi thì không đến nỗi tay không trở về, tất phải được bảo vật để dùng cho mình. Bảo vật gì? Chính là chú Đại Bi. Đại Bi chú có thể trị bệnh, có thể hàng phục loài ma, có thể khai mở trí huệ, có thể mang lại sự bình an, hay nói cách khác, cầu việc gì được việc xứng ý. Kỳ Pháp hội Đại Bi này còn đặc biệt hơn nữa là tại Trung Quốc rất hiếm có khóa tụng Đại Bi có tính cách kỷ lục, kéo dài cả 7 ngày luôn như vậy. Tại các nước khác, người ta có niệm chú Đại Bi trong 7 ngày liền không, tôi không biết. Nhưng tại Mỹ, tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên. Mong tất cả quý vị hết sức chân thành trì tụng Đại Bi Chú, công đức vô lượng. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 9 tháng 4 năm 1976 tại Kim Sơn Thánh Tự.